chào mừng anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Harry TV. Hôm nay thì mình sẽ làm cái clip thứ hai về Bryson. Chủ đề của ngày hôm nay sẽ là kháng cự hỗ trợ và hiểu thế nào cho đúng về kháng cự hỗ trợ. Thì mình cũng xin nhắc lại là đây hoàn toàn là cái trải nghiệm cá nhân và cái hiểu của bản thân mình. Qua cái góc nhìn của bản thân mình thì từ đấy các anh chị và các bạn có thể là có thêm một cái nhìn mới, giúp cho các anh chị là có thể là hoàn thiện thêm cái kỹ năng để giao dịch. Và nếu anh chị nào có đóng góp gì thì xin mời các anh chị comment về phần phía dưới của clip để mình sẽ phản hồi lại. Và rất mong các anh chị và các bạn ủng hộ mình bằng cách là like, share và subscribe kênh YouTube của mình. Mình có động lực mình làm thêm. Thì quay trở lại với chủ đề ngày hôm nay, thì chúng ta bắt đầu với chủ đề kháng cự và hỗ trợ. Thì chúng ta đi một chút về cái phần định nghĩa đó. Kháng cự và hỗ trợ thì ở đây mình có ghi sẵn ra đây. Ở đây là kháng cự này, tức là vùng giá mà ở đó phe bán thắng thế so với phe mua. Làm giá khi tăng đến vùng này thì không lên được nữa và có thể quay đầu giảm. Vùng hỗ trợ thì ngược lại là vùng giá mà ở đó phe mua thắng thế so với phe bán. Làm giá khi giảm về đến vùng này thì không giảm được nữa và có thể quay đầu tăng trở lại. Và từ hai cái định nghĩa này thì chúng ta có định nghĩa breakout, tức là khi kháng cự và hỗ trợ này bị phá vỡ. Thì cái vùng kháng cự khi bị phá vỡ thì sẽ trở thành vùng hỗ trợ. Vùng hỗ trợ khi bị phá vỡ sẽ trở thành vùng kháng cự. Thì cái định nghĩa đó là chúng ta gọi là breakout. Tức là giá break cái vùng kháng cự hỗ trợ này. Thì để cho các anh chị hình dung thì mình sẽ lấy một vài cái ví dụ. Thực tế đây là biểu đồ giá vàng hiện tại, giá ngày hôm nay nhé, đang ở 1505.73 với dữ liệu giá của sàn Dow Jones nhé. Ở đây các anh chị và các bạn thấy là chúng ta vẽ ra một vài cái vùng kháng cự hỗ trợ địa, đúng không? Đây ví dụ như là vùng này là một cái vùng hỗ trợ, đúng không? Và trước khi có cái đoạn giá này thì chúng ta có những mức kháng cự sau. Có vùng kháng cự 1 này, 2 này, đó, 3 này, đó. Thì bởi vì vẽ cái vùng kháng cự và hỗ trợ vẽ chúng ta gọi là vùng. Chúng ta gọi là vùng cho nên là một cái vạch ngang như thế này nó không thể hiện được hết cái ý nghĩa của cái vùng đó. Nó, cái vạch ngang này nó chỉ cho ra một điểm. Nên các anh chị và các bạn là cố gắng hiểu được nó một vùng, thì vùng đấy nó có một cái biên độ. Có cái biên độ, ví dụ như ở đây, cái mốc ở đây thì tôi có thể hoàn toàn tôi coi rằng là cái vùng từ 1302 đến 1310 này là cái vùng kháng cự. Đó. Nó là như thế. Thì ở đây chúng ta thấy là khi mà cái vùng kháng cự này bị phá vỡ, để tức là có sự break cao đó, cây nến này nó thì giá bắt đầu là tăng lên luôn, và vùng này cũng bị phá luôn thì giá bắt đầu là tăng. Và khi giá tăng thì vùng kháng cự này nó trở thành vùng hỗ trợ. Và nên khi giá quay trở về đến đây thì bắt đầu là vùng hỗ trợ này hỗ trợ lực mua vào và đẩy giá lên, đúng không ạ? Tương tự như thế thì cái vùng này trước đó nó là vùng kháng cự. Khi giá tiến về vùng kháng cự thì bắt đầu có phản ứng là không lên được nữa và bắt đầu có xu hướng giảm. Cho đến khi là giá tăng quay trở lại. Và chúng ta thấy ở đây có một cây nến là đã có lúc là lên trên quá hẳn cái đường đấy, đúng không ạ? Cái vùng này, đúng không ạ? Nhưng mà lại không đóng cửa ở trên. Bởi vậy nên là nó chưa lên được. Đó, cho đến khi cây nến này xảy ra đóng cửa trên hẳn thì giá bắt đầu một xu hướng mới lên dần. Như vậy là cái mức kháng cự và hỗ trợ chúng ta hiểu nôm na nó như cái định nghĩa vừa rồi. Nó là cái mức mà ở đó mà phe mua hay phe bán đang chiếm vai trò chủ đạo. Thế thì khi giá trở về cái vùng đó thì việc của chúng ta là phải dự đoán xem là tiếp tục thời gian tiếp theo thì xem phe mua thắng hay phe bán thắng, để chúng ta có những cái lệnh cho nó hợp với lại cái xu hướng của dòng tiền, để chúng ta có cái xác suất là đạt được lợi nhuận nó cao hơn, đúng không ạ? Vấn đề chúng ta đặt ra sẽ là
làm thế nào để xác định được mức kháng cự hỗ trợ chuẩn. Làm thế nào để xác định được mức kháng cự hỗ trợ chuẩn và làm thế nào để dự đoán tốt hướng đi của dòng tiền tiếp theo. Thì đây là cái vấn đề chúng ta cần phải giải quyết để đưa ra được một quyết định mua bán chuẩn. Ở đây thì các anh chị và các bạn thấy được là mình dùng cách vẽ này là cách vẽ mà nó thông thuộc trên thị trường, là chúng ta dựa vào các cái đỉnh và đáy trong quá khứ, tức là những cái vùng giá nào mà nhiều lần giá đã test rồi mà không qua được thì giá nó quay trở lại. Thấy giá đã test rồi mà không phá được thì cái vùng đấy nó là một vùng hỗ trợ, hay chúng ta gọi là vùng cản chung, gọi chung nó là vùng cản. Trong quá khứ thì cũng vậy, ở đây nữa thì hiện tại bây giờ chúng ta đang thấy có ở đâu nào, ví dụ như với vàng này. Mình xóa bớt đi cho nó dễ nhìn. Ví dụ như hiện tại bây giờ với vàng này, mình đang thấy có vùng này này. Nếu theo cái tiêu chuẩn là vẽ đó, cái vùng này đi. Từ 1484 này đến 1479 này, đó. 1480, 148 đây, 1479, 1484 này là cái vùng này mình gọi nó là vùng hỗ trợ. Mình gọi là vùng hỗ trợ. Thì đây là cách mình vẽ dựa vào cái việc là giá nó đã test ở từ cái khu vực này, từ cái vùng này là giá là bắt đầu cho một đợt tăng giá mạnh, và cho đến khi giá quay trở lại ở đây thì không xuống được nữa và bắt đầu có ngược mua quay trở lại, thì hiện tại vùng này mình đang coi nó là một cái vùng hỗ trợ. Thế thì khi giá nó về loanh quanh vùng hỗ trợ này là mình sẽ phải dự đoán liệu là giá sẽ xuống tiếp hay là giá nó về đến đây thì nó quay trở lên. Như hiện tại chúng ta thấy là giá quay về xuống đến đây thì bắt đầu là có lực quay trở lên, đúng không ạ? Có lực quay lên. Thì làm thế nào để dự đoán được cái việc đấy? Thì với kinh nghiệm của mình á, thì mình phải muốn dự đoán được là cái vùng hỗ trợ hay vùng kháng cự này có mạnh hay không thì mình không được tách rời nó ra khỏi một cái yếu tố, đó là yếu tố dòng tiền. Thế cái yếu tố dòng tiền này thì với chỉ có nến không thì chúng ta rất là khó xác nhận, và mình cũng nhiều khi mình sử dụng nến không thì mình cũng không xác định được cái việc đó. Thì mình có sử dụng một cái công cụ như hôm trước là các chị và các bạn có biết rồi, mình có làm clip giới thiệu qua rồi, đó là cái công cụ về Ichimoku. Thì ở đây mình sẽ thị phạm cho các anh chị bằng cái giá vàng này. Tại sao hôm vừa rồi á mình cũng có làm cái clip là khi giá vàng ở đây thì có khả năng có dấu hiệu phục hồi lên vùng 1522-1530 thì vàng đã về đến tận 1524, cao nhất là 1524.22, đúng không ạ? Thì lúc đó thì thực ra là mình nhìn thấy cái vùng này là mình nhìn thấy nó có khả năng là sẽ là vùng hỗ trợ mạnh. Nhưng mà cái yếu tố để cho mình là đưa ra cái dự báo là nó có thể phục hồi lên trên này, ưu tiên cho lệnh buy là do cái dòng tiền, là chúng ta thấy được là cái dòng tiền ở đây, cái đường spending này nó đang còn đi lên và nó cho mình thấy cái việc nó còn đi lên ấy, nó cho mình thấy là cái khu vực này chính là cái khu vực mà nó khó có thể phá vỡ trong giai đoạn hiện tại. Thế nhưng một vài ngày tới nếu như chúng ta thấy có thể là cái đường span này nó bắt đầu nó đi xuống thì có thể cái dòng tiền đấy nó cho chúng ta là thấy dòng tiền bắt đầu nó chạy xuống đấy, thì mình mới kỳ vọng là cái khu vực này nó dễ bị phá. Thế nhưng chắc là trong khoảng 1-2 ngày tới thì chưa thể phá được. Mình dự báo có thể đến thứ ba tuần sau là chúng ta bắt đầu có cái khả năng là
là cái dòng tiền xuống, và đợt thứ ba mà giảm giá vàng mà giảm thì có thể là phá được khu vực này. Thì ở đây mình còn một cái yếu tố nữa là đây, các anh chị và các bạn thấy là cái đường Tenkan này và cái đường Kijun Sen này là đã bắt đầu gặp nhau. Mà hai cái đường này là thể hiện cái điều gì ạ? Nó là thể hiện mức cân bằng cho giá trong khoảng thời gian N. Tenkan là 9 kỳ và Kijun Sen là 26 kỳ, đúng không? Thì ở đây chúng ta thấy là cái mức cân bằng này nó bắt đầu đi ngang, có nghĩa là nó mà đi ngang á, cái đường ngắn hạn này mà đi ngang thì có nghĩa là cái biên độ đấy nó có giới hạn, đúng không? Thì cái biên độ dưới này là cái biên độ mà nó đang chứng minh cho chúng ta thấy là ok là cái vùng này có khả năng, với cái biên độ ngắn hạn như thế này thì vùng này có khả năng là vùng hỗ trợ tốt, khó bị phá. Bởi vậy nên mình quyết định đưa ra cái dự báo là vàng có dấu hiệu phục hồi. Rồi, ok rồi, thế là cái vùng hỗ trợ nó là ở đấy. Vậy thì vùng kháng cự bây giờ nó sẽ là ở đâu? Cái vùng kháng cự thì chúng ta sẽ thấy được là với cái cách vẽ như lúc nãy mình nói là vẽ về các cái mốc mà ở đấy giá đã phá vỡ trong quá khứ, thì ở đây chúng ta thấy có một cái mốc này, cái khu vực này là 1526 này, tầm 1520, 1526 này. Thì chúng ta thấy là trong quá khứ nó đã từng phản ứng một lần, đúng không ạ? Khi nó phá lên được thì nó lên luôn, cho đến khi nó quay lại thì cái vùng này trở thành là vùng kháng cự. Thì có khả năng cái kịch bản tiếp theo có thể có khả năng nữa là vàng sẽ còn phục hồi đến tận 1526 này cơ, rồi mới bắt đầu là xem xét phản ứng của nó để chúng ta đưa ra quyết định giao dịch. Vì sao ạ? Vì cái mức kháng cự này là hoàn toàn là ở trong cái giai đoạn hiện tại cho chúng ta thấy là cái mức kháng cự 1526 và mức 1480 này cho chúng ta hoàn toàn cho chúng ta thấy là cái biên độ của vàng sẽ giao dịch trong một cái khoảng thời gian là N ngày tới. Ở đây thì mình đang dự báo rằng N này là có thể đến khoảng thứ ba tuần sau. Cái vì sao lại dự báo nó là đến thứ ba tuần sau thì cái đấy mình sẽ nói ở một cái clip khác. Ở đây mình chỉ nhấn mạnh với các anh chị một cái cách để xác nhận rằng là cái dòng tiền và cái mức cân bằng nó chính là cái hai cái yếu tố để mình đưa ra cái quyết định là đánh giá xem là sức mạnh của một cái vùng kháng cự hay một vùng hỗ trợ nó là yếu hay mạnh, để chúng ta xem xét cái khả năng nó có bị phá vỡ hay không. Đây nha anh chị nha, thì mình sẽ ghi lại thế này. Xác định đánh giá sức mạnh của cản là kháng cự và hỗ trợ đó anh chị, thì là dựa vào hai yếu tố là mức cân bằng và dòng tiền. Mức cân bằng và dòng tiền thì cái góc nhìn của mình thì mình sử dụng là các cái đường của Ichi để đưa ra cái mức cân bằng và dòng tiền để tìm xem là cái đường kháng cự hỗ trợ nào, cái sức mạnh của cái mức kháng cự hỗ trợ nào nó mình có thể đánh giá được. Còn các anh chị thì hoàn toàn có thể sử dụng các cái yếu tố khác, các cái công cụ khác như thế nào cũng được. Nhưng theo mình thấy thì là cái mức cân bằng và cái dòng tiền này nó đang là cái bản chất của thị trường khi mà thị trường di chuyển, đúng không ạ? Cái việc này nó xuất phát từ cái việc chênh lệch cung cầu là bản chất gốc của thị trường. Bởi vì vậy nên khi chúng ta dựa vào hai cái yếu tố này, mức cân bằng và dòng tiền này, thì gần như chúng ta sẽ có một cái nhìn nó xác suất nó rất là cao cho cái mức kháng cự hỗ trợ. Từ đó thì chúng ta sẽ có cái quyết định mua bán chuẩn hơn. Thì các anh chị có thể dùng công cụ nào cũng được, dùng cách nào cũng được, thậm chí có thể dùng nến không cũng được nếu như các anh chị có phương án để đánh giá. Còn tôi thì với góc nhìn của cá nhân mình thì nếu chỉ dùng nến không thì tôi đã không đánh giá được việc đó. Bởi vì chúng ta nhìn thấy là ví dụ như ở đây có cái mức hỗ trợ này, nhưng nhiều khi chúng ta thấy là vàng lên như thế này chẳng hạn mà xuống hẳn luôn mạnh luôn đó. Thì rõ ràng là nếu chúng ta không đánh giá được cái mức này là mạnh hay yếu
thì có phải như ở đây chúng ta mua lên là chúng ta sẽ bị lỗ rất là nặng đúng không ạ? Khả năng lỗ cao. Còn nếu chúng ta xác nhận được là khu vực này là khu vực có khả năng là hỗ trợ mạnh, thì chúng ta hoàn toàn là nếu có bán ở trên chúng ta hoàn toàn có thể là cắt ở đây, và có mua ở đây thì cho chúng ta mức cắt lỗ rất là thấp. Đó, thì cái clip ngày hôm nay mình chỉ là muốn chia sẻ lại với anh chị và các bạn cái tiêu chí để mình tìm ra cái vùng kháng cự hỗ trợ nó hợp lý. Thì rất mong anh chị và các bạn, những anh chị nào có đóng góp thêm thì anh chị vui lòng comment ở dưới cái phần bình luận, và vui lòng like, share và subscribe kênh của mình. Rất mong được giao lưu với anh chị nhiều hơn nữa trong các clip tiếp theo. Và xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở trong những clip tiếp theo của series này.